Hello, xin chào quý khách đã quay lại với cửa hàng mắt kính Tái Quang. Thì hôm nay bên Liêm có dịp làm cái chồng X-ray ha. Đó. Vào cho anh Duy ở bên Bình Tân. Đó. Thì hắn có nhờ Liêm làm cái cặp chồng X-ray này vào cái gọng của San He ha. Cái gọng này là gọng dẻo nha. Đó, Liêm thử cho mọi người xem luôn. Đó. Đây, cái gọng dẻo. Ảnh chọn cái bản bự thì để có thể mình đi ngày đêm ha, mình chống gió bụi đó, và mình có nó chống kháng nước ha, hấp hơi khi mình đeo khẩu trang, nên ảnh chọn sử dụng cái chồng X-ray của Jamie. Đây là cái cặp chồng X-ray Jamie mà bên Liêm mới xuất từ bên hãng qua ha. Mọi người coi chồng X-ray nè, bao bì của Hàn Quốc ha. Thì xuất xưởng là năm 2021 nha. Chống tiêu UV cao. Đây là cái chồng không độ nha mọi người. Chồng không độ ha. Ảnh là làm cái cặp chồng không độ. Thì này là cái tem chính hãng nè mọi người coi ha. Tem chính hãng. Thì Liêm xé ra rồi Liêm test cho mọi người xem nha. Đây là miếng dán chồng chính hãng của Jamie luôn ha. Toàn bộ là của Hàn Quốc hết ha. Made in Korea đây. Đó. Mọi người sẽ thấy đây. Đây là cái chồng của Jamie Stry. Thì nó có lớp váng tím á. Nhưng mà tại chỗ này cái môi trường nó sáng quá thì mọi người sẽ không thấy được. Vậy để Liêm tắt bớt đèn chút xíu ha. Để lúc đầu mọi người thấy rõ cái lớp váng tím của cái chồng Jamie Stry này ha. Rồi, cho người chờ Liêm chút xíu nha. Mọi người sẽ thấy cái lớp váng tím rất rõ khi mà mình tắt bớt ánh đèn ha. Đó. Thì cái chồng này nó rất là nổi bật trong đám đông ha. Nếu mà mình có lớp váng tím này, mình ráp vào. Mọi người cái chồng nè, váng tím ha, mà nó có chống tia xanh nữa. Thì cái chống cái tia laser nè. Liêm thử bằng cái bút nè, tia xanh ha, rất là bá. Nhưng mà cái chồng này nó sẽ chống được hết nha. Bắt đầu nó phản xạ lại, mọi người thấy không? Nó chiếu chói nè, nó phản xạ lại cái tia laser này. Mọi người sẽ thấy được cái phản xạ lại cái tia. Nó cắt rất ngọt ha. Nó sẽ bảo vệ con mắt của mình, chống lại những cái tia laser có hại ha. Khi mà nó vào cái cặp chồng này. Nó là lý do tại sao mà mình đeo những cái cặp chồng này, mình sẽ cảm giác mắt rất là ok, thoải mái, dịu nhẹ, tốt ha. Khi mình sử dụng máy tính, điện thoại hoặc là mình chạy xe, thì cái cặp chồng này nó sẽ giúp cho mình bớt chói ha, nó tụ sáng hơn ánh đèn xe ha, mà nó không hoàn toàn làm mất luôn, mất màu giống như cái chồng Polaroid vàng ha. Thì nó vẫn cho cái màu sắc rất là trung thực. Cắt rất là ngọt ha. Thì đây là chồng chính hãng của Jamie. Liêm sẽ chuẩn bị mài ráp vào ha. Liêm có những cái dụng cụ tia laser lớn để có thể thử được, test được những cái chồng nó như thế nào ha, để cho khách hàng. Thì sau khi Liêm làm xong thì Liêm cũng sẽ test và thử luôn ha. Trên cái bây giờ hiện tại Liêm chưa ráp, Liêm chuẩn bị xem Liêm sẽ ráp cái cặp Jamie X-Drive này vào cái gọng kính này nha. Còn đây là cái bao bì mặt trước và mặt sau này vẫn còn chưa xé ha. Một khi đã xé rồi thì mình coi như là mình mất rồi ha. Mình mất luôn rồi. Mọi người thấy không? Đây là những cái chồng nó cao cấp á, thì họ đóng gói rất là kỹ ha, để hoặc có những cái tem để chống được cái hàng giả nữa. Đây rồi, vậy thì em xin tạm dừng trước ha, để chút Liêm ráp xong rồi Liêm sẽ quay luôn phần 2 cho mọi người xem. Mọi người chờ Liêm một chút. Hello, xin chào quý khách hàng. Vậy là Liêm đã làm xong cái chồng Jamie X-Drive ha, vào cái gọng dẻo Hàn Quốc này ha. Và cái chồng Jamie X-Drive này thì mọi người sẽ coi thấy được có lớp váng tím á. Chỗ này hơi sáng ha, nhưng mà mọi người cũng sẽ em sẽ tắt bớt đèn ha, để cho mọi người thấy được cái lớp váng tím của cái gọng kính. Mọi người sẽ thấy được cái lớp váng tím này rất là đẹp trên cái chồng này ha, và nó chống được tia xanh. Mọi người coi nó chống được tia xanh đây. Rất đầu đẹp ha, và hữu hiệu. Những cái bút nào phát ra tia laser, tia xanh đều chống được hết. Mọi người thấy không? Không có thể xuyên qua được. Này là mặt trước nè. Mặt trước của cái chồng đây. Và cái này là mặt sau nha. Mọi người cũng thấy nha. Là nó chống được
360 độ luôn nha. Đó, mặt trước và mặt sau. Để mọi người rất là yên tâm nha. Đó, về cái sử dụng cái chồng tre Mist Dry này. Cái này dùng để chuyên chạy xe nè. Đó, chuyên chạy xe. Nó sẽ chống được những cái tia có hại. Những cái tia có hại là mình không thể nhìn thấy được mặt bằng mắt thường. Nhưng mà đó, giống như không thể thấy được bằng mắt thường ha. Đó, hoặc là những cái tia UV. Đó, nhưng mà cái chồng kính này nó sẽ lọc được những cái tia có hại cho mình nha. Rất là ổn áp cho mọi người sử dụng ngày và đêm và sử dụng xem điện thoại máy tính luôn nha. À, hai là nó có tính chất lớp chống hấp hơi. À, thì mình sẽ khi đeo khẩu trang thì nó sẽ tốt hơn hơn là những cái chồng kính mà không có tính chất kháng nước và chống hấp hơi. Rồi vậy thì coi như Liêm đã thử xong về cái chồng tre Mist Dry cho anh khách hàng ở bên Bình Tân nha. Liêm chuẩn bị đóng gói và gửi giao qua cho anh. Rồi, Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.